Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin Canada và Thế giới của kênh Culture Channel. Trong phần tin tức Canada sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nhiều khu vực của Canada sẽ có giông bão trong ngày tưởng niệm. Thời tiết trong ngày tưởng niệm thứ Bảy ngày 11 tháng 11 sẽ trở nên dễ chịu trên khắp Canada, nhưng giông bão có thể xảy ra ở một số vùng của đất nước. Người dân dọc theo bờ Tây sẽ phải đối mặt với một cơn bão mạnh đổ bộ vào bờ biển từ cuối thứ Sáu đến sáng thứ Bảy. Tại British Columbia, sẽ có những cơn gió mạnh trên diện rộng với tốc độ 60-70 km/h, có thể dẫn đến mất điện và trì hoãn việc đi lại trên khắp Vancouver Island và Lower Mainland. Mưa gió sẽ giảm bớt trên khắp Lower Mainland vào nửa cuối sáng thứ Bảy. Ngoài ra, tuyết cũng sẽ rơi ở miền Nam Ontario và trên khắp Maritimes vào sáng thứ Bảy. Cục điều tra dân số Mỹ ước tính dân số thế giới đã vượt qua 8 tỷ người. Vào hôm ngày 9 tháng 11, Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ USCB cho biết thế giới đã vượt qua cột mốc 8 tỷ người, với tuổi thọ dài hơn bù đắp cho số ca sinh ít hơn. Nhưng tốc độ tăng trưởng dân số thế giới vẫn tiếp tục xu hướng chậm lại trong dài hạn. USCB ước tính dân số toàn cầu đã vượt quá ngưỡng vào ngày 26 tháng 9, một ngày chính xác mà cơ quan này cho là nên nhìn nhận một cách cẩn trọng. Nguyên nhân là do Liên Hợp Quốc ước tính thế giới đã vượt qua 8 tỷ người từ 10 tháng trước, cụ thể là ngày 22 tháng 11 năm 2022, hay còn được biết đến là Day of 8 Billion, tức là ngày có 8 tỷ người. Sự khác biệt đó là do các quốc gia tính số người theo cách khác nhau hoặc hoàn toàn không tính đến. Nhiều nơi thậm chí còn thiếu hệ thống ghi chép về sinh và tử. Theo USCB, một số quốc gia đông dân nhất như Ấn Độ và Nigeria đã không tiến hành các cuộc điều tra dân số trong hơn một thập kỷ. Trong khi dân số thế giới đã tăng trưởng nhanh chóng từ 6 tỷ lên 8 tỷ kể từ đầu thiên niên kỷ, thì tốc độ này đã chậm lại kể từ khi tăng gấp đôi từ năm 1960 đến năm 2000. Những người sống đến độ tuổi lớn hơn chiếm phần lớn trong sự gia tăng gần đây. Độ tuổi trung bình toàn cầu hiện nay là 32, đang tăng lên và có xu hướng tiếp tục hướng tới 39 vào năm 2060. Các quốc gia như Canada đang trải qua quá trình già hóa, với tỷ lệ tử vong ở nhóm người cao tuổi giảm, trong khi các quốc gia như Nigeria chứng kiến tỷ lệ tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi giảm đáng kể. Trong khi đó, tỷ lệ sinh sản hay tỷ lệ sinh con trên mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh nở đang giảm đi, rơi xuống dưới mức thay thế, replacement level, tức là mức tỷ lệ sinh con cần thiết để duy trì dung lượng dân số ở hầu hết các nơi trên thế giới. Các quốc gia có tỷ lệ sinh sản xung quanh mức thay thế bao gồm Ấn Độ, Tunisia và Argentina. Khoảng 15% người dân sống ở những nơi có tỷ lệ sinh sản dưới mức thay thế. Các quốc gia có tỷ lệ sinh thấp bao gồm Brazil, Mexico, Mỹ và Thụy Điển, trong khi những quốc gia có tỷ lệ sinh rất thấp bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc và Tây Ban Nha, Israel, Ethiopia và Papua New Guinea xếp hạng trong số các quốc gia có tỷ lệ sinh cao hơn mức sinh thay thế lên đến 5. Những quốc gia này có 1/4 dân số thế giới. Chỉ có khoảng 4% dân số thế giới sống ở các quốc gia có tỷ lệ sinh sản trên 5, tất cả đều ở châu Phi. Theo USCB, tỷ lệ sinh toàn cầu được dự đoán sẽ giảm ít nhất cho đến năm 2060, và không có quốc gia nào được dự đoán tỷ lệ sinh cao hơn 4 vào thời điểm đó. Chính phủ Anh cảnh báo nguy cơ tấn công khủng bố ở Canada. Chính phủ Anh đã cập nhật phần Safety and Security, tức là an toàn và an ninh trên trang web của họ, đặc biệt là các tư vấn du lịch nước ngoài trong đó cho rằng những kẻ khủng bố rất có thể đang cố gắng thực hiện các cuộc tấn công ở Canada. Trang web do chính phủ điều hành cho biết hiện tại đang có mối đe dọa cao về các cuộc tấn công khủng bố trên toàn cầu, ảnh hưởng đến lợi ích của Vương quốc Anh và công dân Anh, bao gồm cả các nhóm và cá nhân coi Vương quốc Anh và công dân Anh là mục tiêu. Qua đó, chính phủ Anh cảnh báo du khách nên luôn luôn cảnh giác. Cụ thể, đối với Canada, trang web gov.uk cho biết các cuộc tấn công xảy ra bừa bãi kể cả ở những nơi có người nước ngoài ghé thăm. Lời khuyên tiếp tục,
Bạn nên chú ý đến môi trường xung quanh mình, cập nhật các báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương và làm theo lời khuyên của chính quyền địa phương. Theo chính phủ Anh, các vụ tấn công khủng bố gần đây ở Canada bao gồm năm 2023, một người bị đâm và bị thương ở Surrey, British Columbia. Năm 2021, 4 người bị thiệt mạng và 1 người bị thương do một phương tiện giao thông ở London, Ontario. Năm 2020, 1 người bị giết bằng búa ở Scarborough, Ontario. Vào năm 2020, 1 người thiệt mạng và 2 người bị thương trong một vụ tấn công bằng dao ở Toronto, Ontario. Trang web của Vương quốc Anh cũng đề cập đến tội phạm quy mô nhỏ và cảnh báo du khách nên thận trọng, bao gồm cả việc không nên để hành lý trong xe hơi mà ngoài tầm mắt, cũng như không để đồ đạc cá nhân ở những nơi không có người trông coi. Trang web tư vấn cũng đưa ra những lời khuyên về việc lái xe trong thời tiết Canada và các thảm họa thiên nhiên, luật cần sa và động vật hoang dã. Ngược lại, trang web của Canada cho biết mối đe dọa khủng bố quốc gia và phản ứng an ninh ở mức trung bình kể từ tháng 10 năm 2014. Điều này có nghĩa là hành động khủng bố bạo lực có thể xảy ra. Canada điều tra mối đe dọa đối với Air India. Một cuộc điều tra về mối đe dọa đối với hãng hàng không Air India đang được tiến hành sau khi một video trực tuyến cảnh báo mọi người không nên chọn bay cùng hãng hàng không này vào ngày 19 tháng 11. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Paulo Rodriguez xác nhận Canada và các đối tác an ninh đang điều tra mối đe dọa đang được lan truyền gần đây trên mạng xã hội. Người phát ngôn của ACMP cho biết, cảnh sát đang hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế, cũng như các bên liên quan trong ngành về mối đe dọa đối với các chuyến bay của Air India. Nhận xét ban đầu về Air India được đưa ra bởi Wapatwan Singh Panun ở Hoa Kỳ, một nhà tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý không chính thức về nền độc lập của đạo Sikh. Theo đoạn video clip, Panun đã nói cả tiếng Punjabi và tiếng Anh rằng ông yêu cầu những người theo đạo Sikh không chọn bay hãng Air India vào ngày 19 tháng 11 và sẽ có một cuộc phong tỏa toàn cầu đối với hãng hàng không này vào ngày hôm đó. Ngày 19 tháng 11 là ngày cuối cùng của giải vô địch cricket thế giới ở Ahmedabad, Ấn Độ, một sự kiện mà Panun gọi trong video là World Terror Cup, tạm dịch là cúp khủng bố thế giới. Panan là một trong những người phát ngôn chính thức của cuộc hưởng ứng cho sự độc lập của người đạo Sikh ở Bắc Mỹ. Một thủ lĩnh khác của cuộc hưởng ứng là Hadip Sidney Chad đã bị bắn chết vào tháng 6 bên ngoài một nơi thờ cúng của người đạo Sikh ở Surrey, BC. Thủ tướng Justin Trudeau từng tuyên bố rằng có những cáo buộc đáng tin cậy về sự liên kết giữa chính phủ Ấn Độ với vụ sát hại Nisha. 32 người Canada đã rời khỏi Gaza và 266 người có thể rời đi trong hôm nay. Chính phủ liên bang xác nhận 32 người Canada khác đã được di tản khỏi Gaza qua cửa khẩu biên giới Rafah vào hôm thứ Năm. Sự kiện này diễn ra 2 ngày sau khi nhóm đầu tư gồm 75 công dân Canada, người cư trú thường xuyên và gia đình của họ đã rời Gaza. Bộ Ngoại giao Canada GAC cho biết 9 người Canada khác đã có thể rời khỏi Gaza. Bộ cũng cho biết một số người đã tìm cách rời khỏi Gaza bằng các phương tiện khác. Tổng cộng 6 người Canada có thể rời khỏi Gaza đã lên 116 người. Theo cập nhật mới nhất, 266 người đã được phép rời khỏi Gaza. Hôm nay, khoảng 266 công dân Canada, người cư trú thường xuyên và thành viên trong gia đình của họ đã được thêm tên vào danh sách người mang hộ chiếu nước ngoài, được phép rời khỏi dải Gaza. Các quan chức tại cửa khẩu Rafah sang Ai Cập dự kiến sẽ bắt đầu xử lý đợt người mới nhất rời đi vào khoảng 7 giờ sáng theo giờ địa phương. Bộ Ngoại giao Canada vẫn chưa đưa ra tuyên bố về thông tin cập nhật mới nhất, nhưng cho biết tính đến cuối ngày thứ Năm vẫn còn 550 người hy vọng rời khỏi lãnh thổ. Những người vượt qua bằng đường biển sẽ hướng đến Cairo và sau đó tới Canada. Trong khi ở Cairo, Canada đang cung cấp chỗ ở, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cơ bản. Theo các quan chức liên bang, chính phủ Ai Cập đang cho phép những người qua Gaza được ở lại nước này tối đa 3 ngày. Hai trường học Do Thái ở Montreal bị bắn, Trudeau lên án hành động. Thị trưởng Montreal cho biết mọi sự kiện bạo lực và thù hận sẽ bị cảnh sát điều tra sau khi hai trường học Do Thái bị bắn trong đêm.
Blanton cho biết cảnh sát Montreal sẽ không bỏ qua nỗ lực nào để bảo đảm đô thị này được an toàn. Thị trưởng cũng kêu gọi bình tĩnh trong bối cảnh căng thẳng về xung đột Israel-Hamas. Phó cảnh sát trưởng Vincent Richard cho biết các hành động thù hận bị luật hình sự nghiêm cấm và sẽ bị bắt giữ. Theo đó, cảnh sát sẽ tăng cường khả năng hiện diện gần các nơi thờ cúng trong số các địa điểm khác. Cũng theo Richard, bất kỳ ai cảm thấy bản thân đang bị quấy rầy hoặc đe dọa hãy gọi 911 hoặc đến đồn cảnh sát địa phương. Động thái này được đưa ra sau khi các nhân viên đã phát hiện lỗ đạn ở bên ngoài hai trường học nằm trên San Quentin Avenue và Deacon Road khi họ đến nơi làm việc vào buổi sáng. Không có thương tích nào được báo cáo và cả hai vụ việc đều xảy ra vào ban đêm khi các tòa nhà không có người. Cả hai trường học đều nằm trong khu vực Côte des Neiges. Thủ tướng Justin Trudeau cho biết ông rất kinh hoàng khi biết về vụ xả súng. Ông kêu gọi người dân Canada lên án chủ nghĩa bài Do Thái bạo lực bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất và kêu gọi bình tĩnh. Xe buýt tông vào nhà dân ở Burnaby, BC, 11 người phải nhập viện. 11 người đã được đưa đến bệnh viện vào sáng thứ Năm sau khi một chiếc xe buýt trường học tông vào một ngôi nhà ở Burnaby, BC. Cảnh sát cho biết chiếc xe buýt đã có va chạm với một chiếc xe sedan trước khi tông vào phía trước một ngôi nhà ở góc đường Canada Way và 16th Avenue. Vụ việc xảy ra ngay trước 8 giờ sáng theo giờ Pacific Time. 11 bệnh nhân đã được đưa đến bệnh viện, đều là teenagers. Tất cả đều được đưa đến bệnh viện để kiểm tra và sau đó được cha mẹ đón về. Tài xế xe buýt không bị thương. Các nhà điều tra hiện đang tìm kiếm video được ghi lại trên camera hành trình hoặc camera quan sát để liên kết các tình tiết gây ra vụ tai nạn. Người dân Ottawa sắp tốn nhiều tiền hơn cho những mục nào trong dự thảo ngân sách. Nhân viên thành phố Ottawa đã lập dự thảo ngân sách bổ sung thêm 105 đô la vào hóa đơn thuế bất động sản trung bình vào năm sau, nhưng đó không phải là chi phí duy nhất đối với người dân nếu ngân sách được hội đồng thông qua. Dự thảo ngân sách cũng sẽ tăng giá vé vận chuyển vào một danh sách dài các loại chi phí. Dự thảo cũng đề xuất tăng hóa đơn nước trung bình lên 4,3%, tương đương với 40,91 đô la cho cả năm. Chi phí của nhiều chương trình giải trí và văn hóa sẽ tăng khoảng 2,5%, cũng như chi phí thuê các cơ sở vật chất như các địa điểm thể thao. Phí cho giấy phép kết hôn và giấy chứng tử sẽ tăng lên 2%. Sau đây là một số ví dụ. Giá vé cơ bản của OC Transport sẽ tăng 2,5%, đưa một chuyến đi từ 3,70 đô la lên 3,80 đô la khi trả bằng thẻ. Thanh toán bằng tiền mặt vẫn sẽ tốn thêm 1 xu, một số chi phí vận chuyển sẽ tăng nhiều hơn, giá vé một ngày sẽ tăng 4,4% lên 11,75 đô la. Phí sử dụng rác sẽ tăng 11,5% đối với một hộ gia đình từ 130 lên 145 đô la. Phí đổ rác cho bãi rác sẽ tăng 9,2% đối với tải trọng dưới 250 kg. Phí đậu xe tối đa trên đường sẽ tăng 12,5% lên 4,50 đô la. Nhân viên có thể thay đổi mức giá cụ thể nhưng hội đồng sẽ đặt ra giới hạn trên. Đối với các bãi đậu xe trong thành phố, mức tối đa hàng giờ sẽ tăng 8,3% từ 6 đô la lên 6,50 đô la, trong khi giới hạn hàng ngày là 25 đô la, tăng 4,2%. Phí đổ tuyết tại các cơ sở của thành phố sẽ tăng 15% lên tới 272,80 đô la đối với các phương tiện cỡ nhỏ. Thuế khách sạn của thành phố sẽ tăng từ 4% lên 5%. Có một số khoản phí chính sẽ không thay đổi, ví dụ như phí khai báo trễ đối với thuế căn nhà trống và OC Transport Equipage dành cho những người có thu nhập thấp hơn. Ngân sách thành phố dự kiến sẽ chi 4,6 tỷ đô cho các hoạt động và sẽ phải tăng thêm doanh thu để chi trả cho khoản đó. Ngân hàng thực phẩm Brampton treo bảng không chào đón sinh viên quốc tế. Một ngân hàng thực phẩm Brampton đã quyết định từ chối sinh viên quốc tế do nhu cầu quá lớn mà họ cho rằng là không thể đáp ứng. Chủ tịch hội đồng Catherine Rivera cho biết trung tâm hỗ trợ St. Louis Appeal không thể cung cấp đủ thực phẩm và hàng hóa khác cho khách hàng do sự tăng cường đột ngột của sinh viên quốc tế đến ngân hàng thực phẩm từ tháng 9. Rivera
cho rằng sinh viên quốc tế nên có trách nhiệm với bản thân và gia đình mình. Cụ thể, theo bà Rivera, sinh viên cần phải chứng minh nguồn tài chính cho năm đầu tiên trước khi đến Canada và do đó không nên dựa vào ngân hàng thực phẩm. Tại ngân hàng thực phẩm Saitam ở Etobicoke, người sáng lập Vishkan Khanan cho biết họ đang phục vụ 1.500 sinh viên mỗi sáng từ 57 trường cao đẳng. Ông nói rằng con số đó đã tăng lên mạnh mẽ trong vài năm qua. Trong khi Khanan hiểu và chia sẻ thông cảm với tình trạng ngân hàng thực phẩm thiếu nguồn cung, song ông cho rằng ngân hàng không nên cho rằng sinh viên có đủ tiền để tự nuôi sống bản thân khi chi phí sinh sống quá cao. Thậm chí mà người Canada bình thường, một người kiếm 60.000 đô la vẫn phải đến ngân hàng thực phẩm của chúng tôi. Khi chia tỷ lệ nguồn kinh phí cần thiết mà Trung tâm Hỗ trợ St. Louis đề cập cho 12 tháng, một số sinh viên chỉ còn lại ít hơn 688 đô la mỗi tháng để chi trả cho thức ăn và chi phí khác. Trên khắp Canada, sự phụ thuộc vào ngân hàng thực phẩm đang đạt mức kỷ lục. Theo một báo cáo tháng 10 từ Ngân hàng Thực phẩm Canada, việc sử dụng ngân hàng thực phẩm đạt mức cao nhất kể từ khi cuộc khảo sát bắt đầu vào năm 1989. Theo báo cáo hàng năm gần đây nhất của Daily Press Food Bank, sự phụ thuộc đã tăng 63% so với cùng kỳ năm trước từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 6 năm 2023. Báo cáo cho thấy tình trạng mất an ninh lương thực gia tăng mạnh ở Edmonton, Alberta. Số người ở Edmonton gặp khó khăn trong việc có được thức ăn trên bàn ăn ngày càng tăng nhanh. Một báo cáo mới của VictorSize cho thấy trong thập kỷ qua, tình trạng mất an ninh lương thực đã tăng gần gấp đôi ở Alberta. Báo cáo cho biết trong năm 2011, chỉ hơn 12% người dân Alberta đã rời tình trạng mất an ninh lương thực. Năm 2022, con số này tăng lên là hơn 20%. Báo cáo cũng lưu ý rằng chi phí cho thức ăn lành mạnh trong một năm từ 10.920 đô la cho một gia đình 4 người tại Edmonton vào năm 2013 đã tăng lên 15.036 đô la vào năm 2022. Một số nhóm nhân khẩu học có nhiều khả năng gặp phải tình trạng mất an ninh lương thực hơn. Trong đó, trẻ em là nhóm đối tượng đặc biệt dễ bị tổn thương. Báo cáo cho biết hơn 20% trẻ em Alberta sống trong các hộ gia đình không được bảo đảm an ninh lương thực so với mức dưới 18% vào năm 2011. Một trong những nhóm sử dụng ngân hàng thực phẩm cao nhất là những người có trình độ học vấn sau trung học. Ngân hàng thực phẩm Edmonton đã phỏng vấn 500 người nhận quà tặng từ ngân hàng thực phẩm trong suốt mùa hè và nhận thấy rằng 75% trong số họ đang trả toàn bộ tiền thuê nhà theo giá thị trường. Ở những gia đình có thu nhập thấp, thực phẩm lành mạnh chiếm 41% ngân sách hàng tháng và tiền thuê nhà chiếm 54%, chỉ còn lại 5% cho các chi phí khác. Video clip ghi lại vụ cướp trắng trợn tại cửa hàng trang sức Brampton, Ontario. Một đoạn video clip đã xuất hiện trên trang mạng xã hội, trong đó quay lại một vụ cướp mà theo cảnh sát mô tả là vụ đập phá trơ trẽn tại một cửa hàng trang sức ở Brampton. Cảnh sát cho biết một người đã bị buộc tội liên quan đến vụ cướp xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 chiều thứ Tư tại một cửa hàng bên trong Primary City Center. Theo các nhà điều tra, ba nghi phạm đã đến cửa hàng, đeo khẩu trang, mặc áo hoodies và trang bị búa. Các nghi phạm được cho là đã đòi tiền, đồ trang sức và đập vỡ tủ trưng bày, lấy đi một lượng hàng hóa đáng kể, như trong video clip đã quay lại và được cửa hàng đăng lên Instagram. Trong đoạn video clip có thể nghe thấy các nhân viên an ninh đã liên tục hét lên "Drop the hammer", bỏ cây búa xuống đất. Trước khi họ bắt giữ được một nghi phạm, hai nghi phạm còn lại đã chạy trốn khỏi hiện trường. Không có thương tích nào được báo cáo bởi nhân viên cửa hàng hoặc nhân viên an ninh. Nghi phạm đã xác định là Evan Souls Reyes, 18 tuổi ở Brampton, bị buộc tội cướp và giả dạng che giấu danh tính. Anh đã xuất hiện tại Tòa án Công lý Ontario ở Brampton để điều trần tại ngoại vào thứ Năm. Cảnh sát nói rằng các nhà điều tra dự đoán rằng có thể sẽ có thêm cáo buộc khi các cuộc điều tra tiếp tục. 10 địa điểm du lịch giá rẻ từ Canada vào mùa đông này và thời điểm tốt nhất để đặt vé máy bay. Nếu bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến du lịch mùa đông, bạn có thể không cần phải tiêu quá nhiều tiền bởi vì sắp tới có rất nhiều điểm đến có chuyến bay giá rẻ khi bay từ Canada.
Công cụ tìm kiếm du lịch Kayak mới đây đã công bố một số địa điểm rẻ nhất để đi du lịch từ Canada trong mùa lễ này, cũng như các mẹo về thời điểm tốt nhất để đặt vé máy bay. Theo Kayak, giá vé cho chuyến bay quốc tế trong dịp nghỉ lễ tháng 12 sẽ giảm 10% so với giá của năm 2022. Điều đó có nghĩa là những ai đang lên kế hoạch cho một số chuyến đi vào phút cuối thực sự sẽ được hưởng lợi. Để cho ra kết quả, hãng hàng không đã tổng hợp danh sách các điểm đến thân thiện với ngân sách hàng đầu để bay đến từ Canada, với cảnh quan thành phố và các địa điểm có thời tiết ấm áp hoàn hảo cho kỳ nghỉ đông. Vị trí số 1 trong danh sách là New York, với giá vé máy bay trung bình khi bay từ Canada là $532. Tuy nhiên, tùy thuộc vào nơi bạn đến, mức giá này có thể còn rẻ hơn, theo công cụ Best Time to Travel của Kayak. Chuyến đi 7 ngày từ Toronto đến New York có giá vé trung bình là $305 đến $339 trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 12. Công cụ này cũng cho biết được thời gian tốt nhất để đi du lịch và những ngày mà bạn có được ưu đãi tốt nhất về chuyến bay, thời tiết đẹp và ít đám đông nhất. Theo đó, nếu bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến đi từ Toronto đến New York, thì lý tưởng nhất là bạn nên đi du lịch vào tháng 11. Theo Kayak mô tả, với giá vé máy bay ở mức hấp dẫn là $305 Canada, nhiệt độ khoảng 9 độ C ấm áp và ít khách du lịch hơn, bạn sẽ có được nhiều trải nghiệm tuyệt vời tại New York hơn so với số tiền mà bạn chi trả. Các điểm đến khác có chuyến bay giá rẻ từ Canada bao gồm Los Angeles, California với giá vé máy bay trung bình là $587 và Las Vegas, Nevada với giá vé máy bay trung bình là $598. Những địa điểm du lịch giá rẻ từ Canada. Sau đây là danh sách đầy đủ các điểm đến thân thiện với ngân sách để ghé thăm từ Canada trong mùa lễ này. New York, giá vé máy bay trung bình là $532. Los Angeles, giá vé máy bay trung bình $587. Las Vegas, giá vé máy bay trung bình $598. Tampa, giá vé máy bay trung bình $642. Orlando, giá vé máy bay trung bình $697. Fort Lauderdale, giá vé máy bay trung bình $752. Miami, giá vé máy bay trung bình $843. Cancun, Mexico, giá vé máy bay trung bình $865. Punta Cana, Cộng hòa Dominica, giá vé máy bay trung bình $1,025. Maui, giá vé máy bay trung bình $1,041. Tiếp theo là những thông tin cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái và giá vàng. $1 Canada tương đương với 0,7256 đồng đô la Mỹ và cũng tương đương với 0,6784 đồng euro. $1 Canada đổi được 17.723 đồng Việt Nam. $1 Mỹ đổi được 24.476 đồng Việt Nam. 1 ounce vàng có trị giá là 1.947,16 đồng đô la Mỹ, tương đương với 2.688,77 đồng đô la Canada. Vừa rồi là những tin tức Canada đáng chú ý. Phần tin tức quốc tế sẽ được gửi đến quý vị trong phần tiếp theo của bản tin. Mời quý vị đón theo dõi.